Sau đây là các khán giả đã lọt vào vòng phỏng vấn của chương trình Ai Là Triệu Phú. 15 khán giả trúng tuyển vòng phỏng vấn của chương trình tuần này, đó là chuyến thứ ba của các số điện thoại 0378368883, 0241740321, 0336128552, 0378393080, 0946212221, 0475533778, 0937944327, 0211216025, 0280755822, 0258264335, 0978665389, 0936506003, 0378510073, 0210825517 và cuối cùng là số 0905204723. Xin được chúc mừng tất cả các bạn và các bạn đừng quên gọi điện thoại đến số 1900 1789 để có cơ hội tham dự chương trình Ai Là Triệu Phú. Kỳ thi tuyển sinh đại học và cao đẳng 2007, sự kiện trọng đại của các học sinh phổ thông trung học trên toàn quốc. Để biết điểm thi của mình, các thí sinh có thể thông qua hai hệ thống điện thoại 1900 1797 và 1900 1706. Các thí sinh cũng có thể nhắn tin tới hai số điện thoại 8233 và 8288 để biết điểm thi của mình. Soạn tin nhắn DTH cách số báo danh và gửi tới số 8233 hoặc 8288 để xem điểm chuẩn. Hãy soạn tin nhắn theo mẫu DC cách mã trường, cách mã ngành, cách mã khối. Chúc các bạn may mắn và thành công. Tình cảm, xúc động, câu chuyện về một gia đình hiếu nghĩa, hạnh phúc mong chờ, câu chuyện về đức hy sinh, những trái tim yêu thương của những người con với một mẹ già 80 tuổi. Hạnh phúc mong chờ, bộ phim Trung Quốc đã đoạt giải thưởng phim truyền hình hay nhất trong liên hoan phim tại Hàn Quốc năm 2006. Phim sẽ bắt đầu phát sóng vào 18 giờ ngày 30 tháng 8 năm 2007. Hơn nữa, việc tính toán xem ai sẽ trở thành